Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy sẽ dạy bài task 1, writing IELTS, task 1 đầu tiên, introduction của nó. Không phải introduction, bài overview. Thì đầu tiên là thầy giới thiệu hai cái file, cũng như writing task 2 rồi đó. Task 1 mình cũng có một cái file, phải đọc như thế này, đây là file giáo trình chính. Quá trời bên này, mình có thể xem bên này. Ok. Cái file này thầy đã in cho mấy bạn trong file giấy rồi. Còn ngoài ra thì mình gửi cái copy cái link này này. Thầy đã gửi cái link cho lớp mình. Mình copy cái link lâu lại. Có thể download về file PDF để sau này xài cho nó dễ. Và không biết thì file phải đọc để được liên tục cập nhật những cái lỗi sai hay cái gì mới thay đổi mình thấy. Là cái file này sử dụng vào giáo trình chính ha. Sau này tất cả những cái thứ gì liên quan tới task 1, tài liệu, bài tập hay bất cứ cái gì thì nó đều nằm trong đây cả. Đây là một cái loại tài liệu tự học khá là hiệu quả, mình có thể đọc mà không cần thầy giảng và vẫn có thể làm bài được tốt. Ok. Còn đây là cái slide thầy dùng để dạy trên lớp mình, nếu có nhu cầu thì inbox thầy để lấy cái file này, nó cũng y như cái file này thầy làm ra, không có gì khác biệt. Rồi, đây là bài overview IELTS Writing Task 1, giới thiệu những cái cơ bản nhất thông tin của Task 1 cho mình biết. Đầu tiên đây là một cái đề task 1 tiêu biểu. Câu đầu tiên của cái đề nó luôn luôn là you should spend about 20 minutes on this task. Đây là cái đề bài. Đó. Và cái câu này cũng là cái câu mà tất cả đề bài đều có: summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Tức là chọn lọc những thông tin chủ yếu và chính nhất để viết lại và đưa ra những cái so sánh. Còn cái câu này là câu khác, tùy đề bài. Thời gian tối thiểu để làm đó là 20 minutes. Số từ tối thiểu minimum 150 từ, và cách tính điểm nó là 1/3 số điểm trong bài writing, tức là 30%. Còn cái thằng task 2 là 60%, tổng là 90% tại IELTS 9 chấm. Rồi cái đây là một cái đề bài của task 1, cho mình biểu đồ dạng cột như thế này, nhìn vô lấy số liệu, những đặc điểm tiêu biểu đặc trưng gì đó, và chọn viết ra một cái bài ít nhất là 150 chữ, thường thì mình viết 170 từ là đẹp. Ok, luôn có hỏi gì không? Không. Tiếp đây là một vài lưu ý chung cho cái dạng task 1. Nhớ viết 20 phút, mình tại vì người ta phát xuống một cái đề writing thì bao gồm task 1, task 2 luôn. Các bạn thì thích làm task 2 trước và bạn thì thích làm task 1 trước, nhưng mà lời khuyên của mình là mấy bạn cứ thử thôi, nếu cái nào hợp với mình thì mình làm, cá nhân thì thầy sẽ làm task 1 trước bởi vì nó dễ hơn và ít tốn thời gian hơn. Mình làm task 2 trước nó sa đà, mình dễ bị hết thời gian, không kịp làm task 1 mình miss đó. Bạn bảo ít nhất là 150 từ, cái đó là bắt buộc, không viết quá 200 từ, nhưng mà viết dưới 150 từ thì điểm sẽ rất là thấp, mình trừ điểm draft response. Tuyệt đối mình không dùng những cái từ sau đây, tuyệt đối, chứ không phải như là task 2 là có thể có hoặc không. Đó là I, U, we, they, he, she, là những từ đại từ nhân xưng không có dùng. Làm dạng ý trước, thông tin nổi bật không nên biết. Cái đề bài người ta cho một cái biểu đồ thông tin rất là nhiều, người dày đặc, mình không thể nào viết hết rồi, biểu đồ đó không thể mô tả được hết, mà mình phải chọn ra những cái người ta nói là gì, main features, đây là từ này các bạn, select and report main feature mà thôi. Những cái cấu trúc và ngữ pháp ở trong task 1 thì nó có mẫu, có mô đồ hết rồi, lát nữa thầy giới thiệu. Mình cố gắng sử dụng đa dạng để nâng cái điểm ngữ pháp của mình lên trong cái bài viết của mình. Đó là những cái tiêu chí chấm điểm mình lưu ý ha. Đây là cái chính này. Đó. Tiếp theo là các dạng bài và phân loại. Có bốn dạng câu hỏi, đó là dạng biểu đồ có dòng thời gian, đó là cái dạng có trend, dòng thời gian tức là có năm này và năm kia, tăng hay giảm, có xu hướng. Dạng không có thời gian thì mình chỉ so sánh thôi, ví dụ so sánh dữ liệu của Mỹ và Việt Nam trong cái năm đó. Không không có so sánh giữa các năm với nhau nên không biết tăng giảm, mình chỉ so sánh lớn bé giữa các năm, giữa các cái đối tượng thôi. Rồi dạng biểu đồ hình và biểu đồ hỗn hợp là trộn mấy cái này lại với nhau. Đây là biểu đồ có dòng thời gian, đây mình thấy cái dòng thời gian đó là cái cột nằm ngang ở đây, rồi cái cột dọc là cái số liệu,
được tính theo units. Còn những cái chú thích ở đây là tên của các loại nhiên liệu. Và cái biểu đồ này nó đi từ quá khứ 1980 tới và tương lai 2030, vừa history mà vừa projections. Projections là dự đoán. Một cái đề tiêu biểu cho task 1 dạng này là dạng diagram có xu hướng có trend. Thứ hai, bar dạng cột. Cũng có trend, có năm từ 1995 tới 2002, có ba đối tượng để so sánh và cái cột dọc của nó là 100% tỷ lệ. Không phải, xin lỗi, không phải là 100% mà nó tính theo là the total number of minutes in billion, là tổng số phút sử dụng điện thoại tính theo triệu. Ví dụ chỗ này là 80 triệu mà, 80 triệu phút. Tiếp, đây là một cái dạng bảng table và nó cũng có trend, nó có năm so sánh 1999 với 2004 của hai cái đối tượng, đó là coffee ở các nước million tự nhiên. Ủa, cái này là so sánh cái gì? Table give information about sale in fair trade label coffee banana in 5 European countries. Ủa, phải là một cái là banana, một cái là coffee chứ ta. Chứ sao hai cái coffee hết thì ta, thì là chỗ này nó bị lỗi nè. Ok. Đó là dạng bảng và cái cuối cùng đó là dạng tròn. Biểu đồ tròn là pie chart. Đây cũng có năm, đây có 2250, 2250 của Italy và Yemen. Đó là cái trend. Rồi không có thời gian. Đây ví dụ như này, so sánh giữa cost of computers giữa hai nước France, UK. Không hề có năm, không hề có tăng giảm gì hết, chỉ có lớn hơn hoặc thấp hơn, cao hơn thấp hơn. Rồi đây là dạng bảng, cũng không có năm nè. Rồi dạng tròn, pie chart, no years, no trend. Rồi dạng thứ ba, biểu đồ dạng hình. Đây là một cái biểu đồ dạng process. Đây, quy trình chế biến. Đây là mình đang làm quen các cái loại đề thôi, chưa có cần phải ghi nhớ gì đâu mấy bạn. Để biết thôi, trong sách mình cũng có rồi. Rồi đây là dạng map so sánh hai bản đồ ở Sài Gòn năm 1975 với Sài Gòn hiện tại. For example kiểu vậy. Biểu đồ hỗn hợp là nó sẽ trộn cái bar với cái table, cái line với cái pie hoặc là so on. Rồi. Đó là unit 1 sang unit 2 grammar and vocabulary. Unit 2 đây mấy bạn. Unit 2 grammar and vocabulary. Mình có thể nhìn ở trong file này. Đừng có nhìn trên bảng không? Hay là không? Nhìn trên đó thôi để tắt trên bảng hả? Giống nhau mà, đúng không? Rồi, đầu tiên là ngôn ngữ mô tả xu hướng. Đây để chắc thầy qua cái file này thầy dạy cho nó đã chỉnh sửa rồi, cho nó chuẩn đi ha. Thì coi như là xu hướng là tức là có năm đó các bạn. Xu hướng thì có tăng nè. Tăng thì để mà mô tả sự tăng thì có những cái động từ sau đây. Đặc biệt những cái động từ này đều là nội động từ, intransitive verbs. Và những động từ này không được có tâm ngữ phía sau. Đó, đặc biệt các bạn lưu ý to rise không bao giờ được dùng từ to raise. Bởi raise là nội động từ, raise là nâng cái gì đó lên, còn rise là từ nó tăng lên, ví dụ giá tăng hoặc là mặt trời mọc lên, nó là những cái từ nội động từ. Và danh từ của ứng với từng cái thì nó có đây increase nè, rise nè, growth, upward trend, là những cái danh từ. Mình có thể dùng động từ ví dụ như là the figure hoặc là the number increased, hoặc là danh từ như là there was an increase in the number of. Đó, hai cách viết động từ, danh từ để đa dạng cấu trúc. Xu hướng giảm thì những cái từ này decrease, decline, fall, drop, tương ứng với nó cũng là những cái danh từ này. Rồi ổn định, không tăng không giảm thì mình có remain stable hoặc là stay stable, hoặc là remain unchanged hoặc là stay unchanged, giống nhau. Một cái động từ gọn hơn đó là stabilize. Danh từ nó là stability,
Ví dụ như là the number of female students remained stable during the past 10 years, hoặc là there was a stability in the number of female students in the past 10 years. À, nghe kịp không? Luôn. Fluctuate dao động là tức là lên xuống nhanh mà nhanh và mạnh. Fluctuation là trong một khoảng thời gian 3-4 cột mốc thời gian gì đó nó tăng và giảm liên tục. Đó là fluctuate and fluctuation. À, đạt mức độ cao nhất, à, tức đạt điểm cao nhất thì mình kêu là hit the highest point và reach a peak. À, giảm xuống ở mức thấp nhất thì hit the lowest point hoặc là hit a low. Những cái này thì mình phải thuộc lòng, bởi vì chắc chắn khi mà gặp cái biểu đồ dạng trend thì mình phải biết những cái từ này của ví dụ. Lát nữa mình có học lòng để ứng dụng nó. Xuống cái table number 2, đó là những cái tính từ và những cái adverbs, adjective and adverb để mà support cho những cái động từ và danh từ ở phía trên. À, để bổ nghĩa cho động từ thì mình dùng cái gì luôn? Trời đất ơi! Trạng từ! Rồi để bổ nghĩa cho danh từ thì mình dùng cái gì? Đúng rồi, tính từ là để bổ nghĩa cho danh từ ở phía trên. Đây 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 đây, ok. Còn trạng từ là để bổ nghĩa cho động từ. Ví dụ như a slight increase thì bên này là increase slightly. Đây là a gradual drop thì bên này là to drop gradually. Ok. À, thì những cái mà nhẹ nhỏ xíu thì mình dùng này, à, chút xíu thôi. Còn những cái này là thay đổi qua thời gian, dần dần mình thấy sự thay đổi dần dần giữa các năm tăng lên, thế mình mới dùng từ gradual, tức là dần dần, slowly, chậm rãi, steadily là dần dần từng bước. Còn cái thằng này là thay đổi rất lớn, rất đáng kể thì mình dùng ví dụ như considerable, rất đáng kể, có nghĩa từ này to lớn, substantial, rất nhiều. Aha. Xong về mặt từ vựng, có những cặp tính từ đi với động từ rồi, trạng từ đi, xin lỗi, tính từ đi với danh từ rồi, trạng từ đi với động từ rồi. Bây giờ đó là từ vựng, sang tới cấu trúc là cái bảng số 3. Các cấu trúc sau đây, cấu trúc này rất là cơ bản, bất kỳ bạn nào cũng phải thuộc lòng và có thể biết được. Thầy không cần dạy thì mình cũng có thể biết được những cấu trúc này rất là simple. À, the number of female students, cái khúc này là tùy cái đề bài mình sẽ có được cái chủ ngữ này. Increased significantly to 2000 in 2016, đó là số lượng học sinh nữ tăng đáng kể vào năm tăng đáng kể lên tới 2000 người, lên tới con số 2000 trong năm 2006. Đó thì lúc nào mình để làm cho đẹp cái động từ, cho đẹp cái thì mình sẽ dùng adverb, mà để làm rõ cái danh từ thì mình dùng gì luôn? Adjective. Cấu trúc thứ hai, there was a significant increase of gì đó, thì thấy ha, ở trên này á, increased là động từ đi với trạng từ phía sau nó, còn ở chỗ này nó là danh từ, cho nên là significantly nó đổi thành significant tính từ đứng trước nó. Ok, từ này là increase, luôn luôn dùng quá khứ ha mấy bạn. Những cái số liệu xảy ra hết rồi, đa số task one mình sẽ thường sẽ dùng quá khứ đơn để viết. Hai câu này về nghĩa thì y chang, hoàn toàn giống nhau. Mình có câu đoạn này với cái này rồi thì đoạn kia phải gọi lại cấu trúc, không có được lặp lại một cấu trúc viết hoài. Một cái cấu trúc khác cũng y chang như vậy mà nó xịn hơn một chút xíu thôi, đó là the number of female students witnessed, là trải qua hoặc là chứng kiến một cái sự tăng đáng kể, of 500 in 16, of 500, nó bằng với lại of, giống như này này, tức là tăng 500. Ví dụ hồi trước là 7.000, bây giờ tăng lên 7.500, vậy là đã tăng lên 500, increase of 500, hoặc là muốn tăng lên 7.500 thì mình sẽ là increase to 7, ok. Kiểu vậy, một là of thì cái đi với cái số lượng mà nó đã tăng, còn nếu đi với to thì là con số mà nó đã tăng đạt tới. Chỗ này nắm được không luôn? Ok. Cấu trúc number 4, significant bị động, một cái sự tăng khoảng 500 đứa,
đã được thấy trong cái số liệu của female student vào năm 2016. Cái câu này thì tốc độ nó xịn hơn cái câu ở số 3 một chút xíu nữa. Và câu số 4 thì với câu số 5 thì câu số 5 thì câu số 4 cũng tương tự như nhau. Cái năm 2016 thì Witness đã chứng kiến một cái sự tăng mạnh, khoảng tăng mạnh khoảng 500 đứa học sinh trong cái số lượng sinh viên nữ. Ok không Luân? Xong. Cấu trúc có rồi. Đó thì nãy giờ mình thấy này, to of rồi of. Thì bây giờ mình đi làm quen với khi nào dùng to, khi nào dùng of, khi nào dùng at các kiểu ha. Giới từ ba giới từ chủ đạo đó là at, to với by rồi of. Bốn thằng đó là chủ đạo. Bây giờ phân biệt là at thì nó sẽ đi với điểm, at đi với thời gian sẽ là thời điểm, và at đi với nơi chốn sẽ là địa điểm. At luôn đi với điểm, trong số liệu cũng vậy, khi mà có một con số cụ thể thì mình hay đi với at tại cái điểm đó. Ví dụ như stand at cộng với số liệu là đứng tại điểm đó. Ví dụ the crime rate stood at 5 đó, ứng ở mức tại mức. Remain stable cũng đi với at, remain stable như là stood at thôi. Đây mấy bạn đã đọc, tự đọc cái example ha. Peak at đạt đỉnh tại chỗ đó. Ví dụ cái số liệu điện được sản xuất ra đã đạt đỉnh là 10.000 units vào năm 2000. Cái điểm mà điểm là một cái đỉnh, đỉnh là một cái điểm cho nên mình dùng at. To. To là giới từ của sự chuyển động. Giảm xuống bao nhiêu đó, tăng lên bấy nhiêu đó thì mình sẽ dùng to. Increase, decrease to. Ví dụ increase to 10,000 hoặc là there was an increase to 10,000, tức là có một cái sự tăng lên đến con số này. Hai cái này ok không luôn? Danh động từ nãy, danh từ đây. Rồi thứ ba, đối với động từ á, cẩn thận ha. Ở khúc này nè, tăng lên đó hoặc là một sự tăng bao nhiêu đó thì đều đi với to, nhưng xuống tới cái càng thằng này động từ nó sẽ đi với by này. Đó là cái con số mà là tăng lên bấy nhiêu, tức là ví dụ như từ từ 1.500 mà tăng lên 2.000, vậy là tăng bao nhiêu? Tăng 500, thì cái con số 500 đó phải đi với từ by, increase by 2000 after 2 years. Ví dụ 10.000 lên 12.000 thì tăng lên 2.000 thì mình sẽ dùng là by 2000 after 2 years. Nhưng ngược lại danh từ thì mình sẽ dùng of chứ không dùng by. Ví dụ there was an increase of 2000, 10.000 tăng lên 12.000 thì tức là mình có một cái sự tăng 2.000. Increase of 2000. Rất dễ, chỗ này cũng vậy. Chỗ này cũng vậy, cẩn thận chỗ này không phải là at mà là of ha. Danh từ là of ha. Ổn thì thầy đi qua tiếp tục. Around, between, and. Đối với từ fluctuate hoặc là danh từ fluctuation thì mình sẽ đi với around, tại vì nó dao động thì sẽ dao động trong cái khoảng đó. Ví dụ around, ví dụ từ 70-80 dao động khoảng đó thì mình sẽ around 10% hoặc là 10 gì đó. Ví dụ như này, cái tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam thì dao động trong khoảng 10% từ 2007-2010, thì mình có thể hiểu là 2007 là 70, 2010 là 80, dao động qua lại giữa các cái năm đó thì nó là trên lệch 10%, mình sẽ dùng từ around. Còn nếu mình dùng từ between and thì có nghĩa là nó biến động ở giữa cái mức này và mức kia, thì tức là between 70 and 80, ví dụ như này, tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam dao động từ 8% đến 12% từ năm này đến năm này, tức là 2007, 2008, 2009, 2010, 4 năm đó thì đều dao động trong mức cái khoảng này. Điểm thấp nhất là 8 điểm, cao nhất là 12, mình dùng between and. Còn nếu mà mình dùng around á, thì around bao nhiêu? Between and hoặc là from to đều được. Ôi trời ơi. Xin lỗi, between and mới đúng, from to no. Nếu mà mình muốn dùng chỗ này là around á, thì mình sẽ dùng là 4% around. Phút chưa từ around 4%. Ok em luôn. Tiếp theo là tới cấu trúc so sánh.
Trong phần đề bài sẽ có yêu cầu là summarize về max covariance, cái câu này này, đưa ra những cái so sánh khi cần thiết. Đây mình đọc cái câu này. Tỷ lệ giáo viên nữ vào trường học là 90, tỷ lệ giáo viên nam vào trường học là gần 10%. Đó, số liệu này vào năm 2010. Đó, mới nhớ hai số liệu thôi. Giáo viên nữ 90%, giáo viên nam 10%. Thì bây giờ mình sẽ so sánh làm sao? Có rất nhiều cấu trúc để so sánh nó. Dễ nhất là so sánh đơn. Chủ ngữ xác định the percentage of female students, the percentage of female teachers at primary school stood at 90% nighttime as much as that of female teacher, of male teachers. Tức là as 10 times as much, 9 times as much as that, như là gấp 9 lần so với cái con số đó. Số đó là cái con percentage này. Thay vì lặp lại cái chữ percentage thì người ta ghi là that of, percentage of hoặc là that of female teachers. Ok không Lâm? Tiếp. Hoặc là female account for, là những người phụ nữ lại coi như là chiếm 90% of the teaching staff. Thì mình không cần phải dùng chữ teachers nữa, bởi vì phía này mình có teaching staff nên trước mình chỉ dùng females cũng ok. Đó. Blah blah blah. As opposed to, as opposed to, hoặc là compared to, hoặc là in comparison with, là ba cái cộng nghĩa như nhau mình có thể xài. 10% male counterpart. Only 10% of their cái này ấy, sở hữu mà nó ghi như thế, sở dĩ nó có thể ghi như thế này được, mình là đó là mẹ đề quan hệ rút gọn, hoặc là chỗ này cũng tương tự, đó là which was 10 times as much as, hoặc là which was xin lỗi, chỗ này thì không phải là mẹ đề quan hệ, còn cái này là tại 90% thì cái con số này nó là 9 lần as much as that of female counterparts. Dễ luôn. Mình đề trạng ngữ vậy thì mình có cái từ là while với từ whereas, hai cái này giống nhau. Mình đọc hai cái example này đi, nghĩa rất là dễ hiểu, dễ xài, dễ ăn lên, được không? Và mình đề quan hệ, mình đề quan hệ thì dùng which nè, dùng đây là mệnh đề chủ ngữ, mệnh đề rút gọn chủ ngữ do hai cái giống nhau. Thì chủ ngữ là gì? Là percentage of female teacher. Chủ ngữ là tỷ lệ giáo viên nữ. Ở phía trước này cũng là chủ ngữ là tỷ lệ giáo viên nữ, cho nên nó bỏ trước đi. Là tại cái điểm 90% thì cái tỷ lệ giáo viên nữ là 9 lần cao, nhiều hơn đó so với lại males. 10 times as much as, hoặc là 10 times higher than that cũng được. Cho các bạn thêm một cái nữa thì thầy sẽ ghi là hai đam, cái nào cũng được. Một số con viết cấu trúc nâng cao, nó là nâng cao vậy, nhưng mà so với A, B, A, Task 2 thì nó cũng không nhầm nhỏ gì cả. Cái thằng này rất là dễ. Mẹ đề thời gian thôi. Với lại sau khi mà giảm mạnh after nhớ cộng góp in, sau khi giảm rất là mạnh từ năm 2001 tới 2006 thì cái con số gì đó nó đã tăng dần dần trở lại after với before. Thay vì mình cứ and thì mình sẽ dùng after liên từ như thế này vô mình viết được câu ghép. Câu này there was a downward fluctuation, tức là có một cái sự dao động, mà dao động đó nó có xu hướng đi xuống trong cái số lượng acid rain followed by steady decline. Tức là mới đầu thì nó dao động giảm dần, sau đó thì cuối cùng là nó đi xuống, nó tức là cái downward fluctuation nó được follow ở cái steady decline. Chỗ này là bị động nha các bạn, which was follow các, mà bây giờ người ta bỏ which was đi rồi, còn lại follow mình đều có thể qua. Câu này tương tự giống như câu ở trên cũng có rồi. Cuối cùng, the number of households that did not substantially decrease, hitting,
The number of households, đó chủ ngữ của nó là did not này, và đi với hitting. Hitting này đó là một cái mệnh đề quan hệ rút gọn, còn lại chữ hitting bỏ chữ which hit rồi rồi, còn cái chữ là this not Lucas Samuel hitting của cái câu này hình như nó hơi hơi sai như sao đó. The number of household. À đúng rồi, không sai. Chủ ngữ là the number, động từ chính của nó là decreased. Hitting rồi là cũng là động từ của nó, và then slightly increased, thì cái chữ decrease này nó đi song song với chữ increase này, nó đi song sorry, chữ increase này nó đi song song với cái chữ decrease này. Hitting này thì nó lại là một cái động từ thêm in. Cũng có thể hiểu nó song song với thằng này luôn, nhưng mà nó thêm in bởi vì nó là mình đề quan hệ rút gọn. Nó là mình đề quan hệ rút gọn, nó đứng sau cái chữ số, nó thay cho con số 20 triệu này nè. Tức là 90 giảm xuống còn 20 triệu, thì cái con số 20 triệu này chính là cái mà nó đã hit lowest point. Đó. Rồi sau đó nó dùng là then slightly increased lại, tức là nó lại xài chung chủ ngữ với the number, và nó song song với động từ decrease này. Nghe hơi rối đúng không luôn? Yeah. Hiểu không? Yeah. À, từ từ nha, từ từ nha. Đầu tiên là nó 90 triệu nè, sau nó giảm xuống 20 triệu, nó đạt mức thấp nhất, sau đó nó tăng dần dần tới 15 triệu. Buy hay là tu thì thầy cũng không rõ nữa. Tại vì cái số 20 này có phải là thằng thấp nhất kia chưa, hay là nó xuống 20 rồi nó còn giảm xuống tiếp nữa, rồi nó từ từ nó mới tăng lên ta. Câu hỏi này của Luân rất là hay, thầy mới để ý. Again, slightly increase. Bây giờ thầy gửi đi cho nó dễ hiểu đi. Thầy lên 45 đi, vậy xong là tu. Ok đúng không? Cho nó dễ hiểu đi. Mà tăng từ 20 lên 45 thì dùng slide này hơi kỳ, cho nên thầy cho tăng lên 30 đi. Đó. Xong. Rồi bây giờ tới phần practice. Kéo xuống mình sẽ thấy phần practice. Mình nhìn cái biểu đồ đường này có rất là nhiều điểm. AB, hoặc là AC, hoặc là AD gì đó. Bên này nó có ghi nè, các bạn coi cái điểm nào tới cái điểm nào thì xu hướng nó tăng hay giảm. Ví dụ như câu 6 nè, G tới L, G đây mấy bạn. L tuốt bên đây là rất là nhiều điểm ở giữa luôn. Đó, tăng giảm quá trời luôn. Vậy thì mình sẽ match với cái đáp án nào luôn? Đúng rồi, sẽ là fluctuated. Fluctuated, đó. Bài này dễ, ai cũng làm được, bỏ qua. Tiếp, bài thứ hai, điều mà chỗ trống người ta cho mình một cái bản đồ như thế này. Mình đọc cái biểu đồ đường này với số liệu tương ứng bên đây. Đó. Rồi mình viết lại, đây là một cái đoạn hoàn chỉnh ở trong một cái bài. Sorry, đây là một cái đoạn trong một cái bài hoàn chỉnh. Mình nhìn vào trong cái dữ liệu này, mình điền số vô trong đây. Ok, cũng rất là dễ. Điền những cái từ nãy mình học phía trên đó. Increasing, decline, nhưng chỗ nào thêm in, chỗ nào thêm ad thì nhớ cẩn thận thêm cho đúng nguyên tắc. Ok, cam luôn. Tiếp theo là người ta cho mình dữ liệu như thế này, xong người ta biểu mình biết cái số liệu đó. Ví dụ số liệu của males từ 1980 tới 1990 thì mình sẽ nhìn vào cái bên trái đây, 1980 1980 đây, 1990 đây, thì mình nhìn hai cột này thôi, rồi mình viết ra. Người ta cho example rồi nè. Ok, rồi mình làm tương tự với những cái yêu cầu này. Nhớ người ta biểu mô tả cái gì thì viết cái đó phải không? Viết bằng hai cách đơn giản thôi. Cách thứ nhất dùng động từ đây. Cách thứ hai dùng danh từ đây, là mấy bạn dùng những cái cấu trúc cơ bản phía trên á, thầy đã dạy á, là đủ để làm thôi, rất là easy. Bài này tương tự, bài này tương tự, hết unit 2 tới đây là xong. Bài hết bài unit 2 á, thì mình sẽ học được các cái từ vựng, động từ, danh từ, tính từ và trạng từ để viết cái trend, viết cái vựng so sánh, rồi những cái cấu trúc viết về trend tăng giảm, những cái cấu trúc viên về so sánh lớn nhỏ cao hơn thấp hơn, và những cấu trúc nâng cao.
áp dụng được những cái đó, viết tận những cái này là mình đã đạt được cái mục tiêu của bài học. Ok, ngày bữa sau thì thầy sẽ dạy cái cấu trúc của một bài viết xong. Bài buổi học hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn, quý hẹn các bạn 6. Ok.